Rồi, chúc ngày mới tốt lành. Hôm nay ngày 8 tháng 11 2023, đây còn Halloween cận kề rồi anh chị ơi. Đây tháng 11 rồi, chuẩn bị Tết tới nơi rồi, Halloween tới thì Tết tới nơi rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người là top 3 dòng lo kéo hay nhất dưới 2 triệu mà bên mình đang kinh doanh nha. Thì đây là đầu tiên là mẫu Q8 Pro. Đây là phiên bản nâng cấp 2023 và chuẩn bị đón Tết 2024 nha. Và đây là mẫu K108 New. Đấy, phiên bản này nâng cấp là đáng kể luôn nè. Hai cái mẫu mà nâng cấp nhiều nhất á, là K108 New và K88 New nha. Ở đây K89 á, thì nó cũng y chang con K88 về cái thông số kỹ thuật, tất cả mọi thứ hoàn toàn giống nhau hoàn toàn. Em chỉ thấy nó khác cái màu thôi, khác cái màu bên ngoài thôi. Rồi ok, bây giờ thì nhờ chiếc hỗ trợ quay cái kích thước á, quay kích thước của con Q8 ha. Kích thước của chúng ta là 45,5 là chiều cao của cái thùng. Đây, 45,5 nhân 29 nhân 28, 29 là mặt trước nha anh chị. Rồi, kế tiếp là con K108 nè. K108 kích thước là 49 này chiều ngang, chiều cao nè. 49 chiều cao và nhân 34 là chiều ngang mặt trước á. 27 là chiều sâu vô. Còn con K88 New nè. K88 New là kích thước là cao là 55 nhân 34,5 nhân 29,5. Đấy, anh chị có thể chụp cái màn hình lại mà mình zoom lên cái kích thước của ba con ha. Rồi ok, bây giờ mình đã đập hộp sẵn ba con ở đây rồi. Em kéo qua đi. Em kéo ba con đó qua vô đây giùm mình ha, theo thứ tự nha. Kéo ba cái con qua. Đấy. Q8 nè. Đấy, K108 nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình đập hộp luôn. Em coi cho quay chưa mà nó mình á. Bây giờ mình bị phóng quay cho nè. Ok, đây là Q8 Pro thì hồi tối qua mình mới đập hộp để mình livestream trên TikTok rồi. Con này hôm bữa cũng về rất là nhiều rồi mọi người, nhưng mà mới khách hàng nghe mới vừa về á, khách hàng mua quá lẹ. Đấy. Bình thường thì bên mình đang bán những cái phân khúc trung bình tầm khoảng 9 triệu rưỡi là giá trung bình đến 13 triệu. Đó là con 15 AMOLED hoặc là mười mấy 18 19 hoặc là 38 triệu cũng có, nhưng mà hôm nay lại quay lại giới thiệu những cái sản phẩm rẻ cho anh chị nha, tại vì rất là nhiều khách hàng hỏi sản phẩm rẻ trong cái mùa này. Sạc có là 9V 1.5A nha mọi người. 1.5A. Ok. Một mic của Q8 nha. Đây, video này chủ yếu là em giới thiệu nhanh về cái thông số kỹ thuật và test nhạc, test karaoke cho mọi người ba cái dòng loa này. Mọi người muốn chi tiết hơn thì cứ kết bạn Zalo em nha, 0915486462. 0915486462. Riêng con loa K88 New nữa, xài sạc đuôi số 8 nha anh chị, sạc đuôi số 8. Còn con K108 nè, đợt này nâng cấp quá đã luôn. Nó xài chung với cái sạc Samsung luôn. Là sạc Tai Chi nha mọi người, sạc Tai Chi của Samsung á, hay là còn gọi là sạc chung với sạc với Android. Vậy đầu tiên là cái nút chỉnh đây. Thì đầu tiên là con lo Q8, để em quay cái camera lại gần cho mọi người dễ nhìn ha. Thôi để vậy chắc đẹp hơn á. Để vậy đẹp hơn. Đây quay thực tế không có cắt ghép gì hết nha mọi người ơi. Quay sao em để nguyên vậy, không có cắt ghép, không có edit chỉnh sửa gì hết. Cho thực tế cho mọi người nhất có thể. Micro nè. Mở ra tần số 261.8, lỡ mà anh chị hư mic, anh chị nhớ cái tần số này ha, để mình mua lại cái mic mới. Hoặc là không nhớ thì mình mua mic đa năng giùm em. Mic đa năng có E12, E15, 299.000. Đây vali kéo. Trọng lượng con này là 4,5 kg, cỡ 4 kg đến 4,5 kg nha mọi người. Thùng gỗ và một bát 2 tấc 2, một cái lo chép ở bên đây và một cái lỗ thoát hơi ở đây để cho ra cái tiếng bass nó lực hơn. Và đây là có cái chỗ sách, chỗ tay cầm tay sách cho mọi người nha. Trên đây mình có 5 nút volume của nhạc nè, bass của nhạc, chép nhạc. Thì trung bình Sơn sẽ chỉnh 3 giờ 3 cái nút này để cho nó tránh rè, thì mọi người đừng nên chỉnh hết nha. Hả? Và nó bền về sau, về lâu về dài. Rồi echo, mic-con mình đang để 1 giờ nha. Còn khi mà mình kết nối karaoke mình hát á, thì cái mẹo để mình hát hay mà bền cái lo á, bass chép của nhạc mình để tối đa là 3 giờ, đừng quá nha. Và âm lượng của nhạc mình có thể để lên 3 giờ luôn cũng được. Và mình hát karaoke á, mình nghe nhạc thì mình có thể tăng hết điện thoại. Mình hát karaoke mình giảm trên điện thoại lại khoảng 3 đến 4 nấc, để cho mục đích cho cái nhạc nó nhỏ hơn cái mic, nó mới nhẹ ca nha mọi người. Đấy. Và mình chỉnh cái nhạc lớn hơn cái mic ở đây á, để mình ngồi từ xa mình điều khiển bằng điện thoại á, mình sẽ chủ động được giảm tăng giảm âm lượng. Đấy, mình không có phải cần tới nơi lo nữa. Thì đây là cái cách chỉnh, cái mẹo chỉnh của mình. Rồi, ở đây mình bật công tắc nguồn nè, có chỗ kẹp bình rời nè. Audio input. K108
88 này thì không có chỗ kẹp bình rồi. K88 này cũng không có chỗ kẹp bình rồi. Chỉ có con Q8 Pro này nó có cái chỗ kẹp bình rồi nha mọi người. Q8 2023. Rồi nó có TWS, sở hữu luôn TWS. Có chế độ có cái jack để mình kết nối với máy tính laptop để bàn nè. Cả ba con đều có hết. Đấy. Rồi cũng có các phím dành cho USB, có chỗ cắm USB và thẻ nhớ, chỗ cắm sạc nè. Rồi có một cái chỗ để cắm micro có dây. Bên đây K108 cũng có. Và bên đây cũng có một cái ngõ cắm dành cho micro có dây. Và cả ba con lo là mình nghĩ là đều có TWS hết. Tại vì riêng cái con K108 Neo này mình không thấy ghi chữ TWS, nhưng mà mình nghĩ nó cũng nằm ở trong cái chế độ mo nè. Mình bấm giữ cái nút mo nó cũng sẽ được. Xíu nữa mình sẽ thử cho mọi người nha. Rồi, chức năng điều khiển nè. Chức năng điều khiển con K108 Neo đợt này nó nâng cấp vượt trội hơn con Q8 rất là nhiều luôn. Đó, K108 loại 1 mít là 999 ngàn, còn loại 2 mít là 1.250.000, nhưng mà đang giảm còn 1.200.000 nha anh chị. Đây, cái bảng điều khiển cho anh chị thấy. Em nhìn cái rõ đúng không? Thấy rõ đúng không? Đây, hôm nay nắng quá đẹp trời luôn mọi người ơi. Thì ở đây bảng điều khiển của K108 Neo nó gồm volume của nhạc nè, bass chép của nhạc, mình cũng để 3 giờ tối đa, delay, echo, và đây là cái nâng cấp nè. Mid bass nè, có mid chép nè. Rồi đây là volume của mid nè. Rồi, đây công tắc nguồn mình bật lên luôn ha. Chỗ cắm sạc TC là một cái thay đổi lớn. Bluetooth mode rất là tiện lợi khi mà mọi người xài cái sạc như vậy nè. Lỡ mà hư mình có thể lấy cái dây sạc điện thoại luôn, hoặc là mình ra tiệm điện thoại mình mua cái dây sạc này cũng có luôn. Nó rất là phổ thông, rất là phổ biến. Còn như cái này là sạc 9V thì tìm nói chung là cũng rất là phổ biến như bây giờ, nhưng mà sẽ khó tìm hơn so với cái sạc TC nha anh chị. Bên đây thì sạc đuôi số 8. Sạc đuôi số 8 thì nó cũng dễ tìm, ra tiệm trước là có rồi. Ra tiệm trước là có rồi nha. Wow, ở đây nó có hỗ trợ cái cổng bông sen. Còn bên đây là, tức là cái cổng này là để kết nối TV máy tính laptop nè. Còn bên đây là TV máy tính laptop kết nối chỗ này nè. Bên đây cũng có ngõ kết nối TV máy tính laptop, nó nằm ẩn chỗ này nè. Ba loa đều có hết. Rồi, bây giờ em Sơn sẽ mở nhạc trên từng con loa nha mọi người. Con này cũng 2 micro nè. Con này có vali. Ở cái K108 Neo thì bỏ cái vali rồi. Đấy. Này về cái vali kéo nhìn rất là sang. Bass cũng là nhà sản xuất công bố là ba con loa đều bass 2 tấc, nhưng mà mình đo nó ra thực tế là tính luôn cái vành loa là nó ra 22, tại vì một gang mình nó hơn 22 là anh chị. Một gang mình 22.5, một bass một chép và hai cái lỗ thông gió này. Cũng là 2 tấc như nhau, nhưng mà con này nó bự nhất, con này nó bự hơn một tí. Ok. Lên nhạc thử con loa Q8 trước nha. Cả ba con đều hỗ trợ Bluetooth và có FM hết nha anh chị. Play by USB drive. Bass chép 3 giờ và âm lượng đang quên kết nối audio input. Kết nối điện thoại thì để mình kết nối lần lượt ba con từng lượt. Cho anh chị dễ so sánh cái chất âm. Kết nối điện thoại đi. Trời ơi, tối kết nối quá trời kêu mít luôn. Cái chục cái kêu mít luôn. Bluetooth mode. Đấy, còn mọi người muốn TWS thì bấm giữ cái chữ mo. Muốn chuyển Bluetooth thì bấm một cái chữ mo thôi nha. The Bluetooth device is connected successfully. Bluetooth của K108 Neo. Đây là Bluetooth của con K88 Neo mình mới kết nối vô đó. The Bluetooth device is connected successfully. Ok, mình sẽ lên thử một đoạn nhạc. Ok, đoạn nhạc test bass nha mọi người. Test thử cái chất âm, chất bass. Thường là mọi người mua những cái loa nhỏ nhỏ này, mọi người hay chơi ngoài trời, thì mình test thử cái độ lớn thử của nó có lớn hay không nha. Đó, test một đoạn nhạc xíu nữa, test nhạc có lời sao nha mọi người. Yeah.
Nhất dưới 2 triệu mà hiện tại là mình đang sưu tầm được. Anh chị biết loa nào hay hơn thì mình có thể comment ở bên dưới chia sẻ nha, mình nhập về thêm luôn. Thì ở thời điểm hiện tại là mình thấy ba con này nó khá là hay trong tầm giá này. Sau bây giờ là một đoạn nhạc trẻ remix nha mọi người. Đây là V8 2023. Nghe lại mình nhỏ xíu rồi. Bình thường con này rất là lớn nha mọi người, nhưng mà mọi người đã nghe qua mấy con loa lớn bên đây á, nó đẩy cái ngón tay mình lên cao rồi, lên cái tần số nó cao mới, nên mình nghe lại con loa này nó sẽ rất là nhỏ. Nếu mà con này đứng một mình á, mọi người nghe nó sẽ rất là lớn, 50% nha. Chưa kể đến cái độ 2 nha, thì bản thân mình cảm nhận á là video này không cắt ghép nha mọi người, để nguyên thực tế, không chỉnh sửa gì hết. Thì bản thân mình cảm nhận âm thanh con này, ví dụ nó là 5 đến 6 phần, thì âm thanh con này nó tầm khoảng 6 đến 8 phần, và âm thanh con này nó sẽ là 10 phần. Nếu mà nói về độ lớn nha, con này khoảng 5 phần, con này khoảng 7 đến 8 phần, và con này khoảng 10 phần.
Đấy, con này nó đánh hai gấp đôi lần con 18 nè. Thì giá con này là 949.000, giá con này là 1.250.000, đang khuyến mãi còn 1.2 và giá con này là 1.650.000 nha mọi người. Thì cả ba con này nếu mà anh chị ưu tiên cho 20 anh chị khách hàng nhanh tay nhất, mình sẽ được miễn phí ship, đặc biệt là giao hàng tận nơi, nhận hàng kiểm tra mới thanh toán. Đó, hàng giao tới nơi không đúng như quảng cáo hay gì đó, anh chị có quyền từ chối nhận hàng. Đó, ưu tiên khuyến khích anh chị nhận hàng nha. Đó, tới nơi thì mình cứ khui ra mình nhận hàng. Thì còn cái màu này á, thì quan trọng là cái ruột ở trong thôi nha, chứ cái thùng này á, có đợt á hãng nó sẽ in là có thể là màu đỏ nè, có thể là màu đen hay là màu tím, màu hồng chấm bi gì đó vân vân. Đây, ok anh chị nha. Cùng là cái bắp nhưng mà nó khác cái thùng và nó khác về cái bo mạch, là âm lượng nó sẽ khác liền, cái độ lớn công suất nó sẽ khác liền. Đấy, không quan trọng cái lo nó bự đâu, quan trọng là cái bo công suất và cái nhiều yếu tố khác nhau. Đấy, cũng là bắp hai tấc nhưng mà con này nó lại lớn gấp đôi con này. Đấy, rồi bây giờ test sang cái micro nha anh chị ơi. À, mở thêm một bài nhạc nhé.
second. Không biết mắc cho em feeling nhiều vậy, anh biết anh sẽ là người làm em yên. Trời dù mưa, đường có đông, nhà có xa, anh phúc quá. Chỉ cần nói là em buồn, không thấy buồn, anh sẽ tới. Đây là 18 Pro 2023 đẹp chị. Đây là 18 New 2023 cũng là nó. Alo 678 à, đây là mic nha mọi người. 1 2. Chiếc loa 18 Pro phiên bản 2023 nha mọi người. Mình sẽ test nhanh và kết thúc video. Mọi người có nhu cầu mình kết bạn Zalo em 0915 486 462 hoặc là hotline luôn 0915 486 462 nha mọi người. Hello.
beat, mình lấy cái beat là mình nhảy. Dính hiểu tình yêu trong thời chiến chiến này mấy người mơ ước cho tròn. Rồi mọi người có nhu cầu gọi ngay, 0915486462 nha mọi người. Rồi ok, cảm ơn cả nhà đã xem video đến đây. Rồi chào tạm biệt, tắt giùm anh cái chiếc. Hả?